Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 17 tháng 5. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Báo Thái Lan dự đoán huấn luyện viên Kiatisak không trở lại Việt Nam trong tương lai gần. Đặc quyền của huấn luyện viên Kim Sang Sik tại tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Hải Phòng nhận cú đúp giải thưởng V-League tháng 4. Danh sách gây tranh cãi của đội tuyển Đức tại Euro 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo chí Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Kiatisak sẽ không trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Tờ Siam Sport nhận định Kiatisak muốn nghỉ ngơi bên gia đình tại Thái Lan sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam. Trước đó, sáng 14 tháng 5, Kiatisak xác nhận từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ông từng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai trước khi đến Công an Hà Nội theo hợp đồng cho mượn. Siam Sport cũng cho rằng việc Kiatisak chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội là bất ngờ và ông có thể trở lại Hoàng Anh Gia Lai nhưng không phải lúc này. Dư luận Thái Lan đồn đoán, Liên đoàn bóng đá Thái Lan có thể mời Kiatisak dẫn dắt đội U23 quốc gia sau khi huấn luyện viên Isara Suritaro mất việc vì thành tích kém cỏi. Ông Piyapong Pion, huyền thoại bóng đá Thái, cho rằng Kiatisak là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt U23 Thái Lan giành huy chương vàng tại SEA Games năm tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bố trí hai trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ông Đỗ Anh Văn sẽ phiên dịch Việt Hàn, giúp huấn luyện viên Kim trao đổi với các trợ lý nội và cầu thủ. Ông Văn từng học chuyên ngành thể thao tại Hàn Quốc và có kinh nghiệm hỗ trợ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tại câu lạc bộ Seoul Eland K-League 2. Người còn lại Kim Jin-seong sẽ phiên dịch Hàn Anh và đã hỗ trợ huấn luyện viên Kim từ khi ông nhậm chức. Ngày 17 tháng 5, hai trợ lý ngôn ngữ này sẽ cùng huấn luyện viên Kim dự khán trận đấu giữa Bình Dương và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngày 16 tháng 5, ba trợ lý khác là Lưu Danh Minh, Lê Đức Tuấn và huấn luyện viên thể lực Sang Uk An Hàn Quốc cũng đã lộ diện. Đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik cho tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện và sẽ được VFF công bố chính thức trong tháng 5. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1 tháng 6 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Câu lạc bộ Hải Phòng nhận hai giải thưởng sau màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2023-2024 trong tháng 4. Đội bóng đất cảng được vinh danh là đội bóng xuất sắc nhất tháng 4 với thành tích 3 chiến thắng và 2 trận hòa từ vòng 14 đến 18. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cũng nhận giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4. Giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 thuộc về Rafaelson Bereza Fernandez của Nam Định, người đã ghi được 19 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Giải bàn thắng đẹp nhất tháng được trao cho Nguyễn Văn Đức của Nam Định với siêu phẩm trong trận đấu với Bình Định. Sau 18 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm, hơn đội xếp hạng thứ 2 Công an Hà Nội 8 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang xếp thứ 5 với 26 điểm. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann gây bất ngờ khi loại nhiều cầu thủ kỳ cựu khỏi danh sách sơ bộ 27 cầu thủ tuyển Đức dự Euro 2024. Danh sách này vẫn có mặt những cái tên quan trọng như Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger và Leroy Sané. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các cầu thủ như Serge Gnabry, Leon Goretzka, Timo Gagner, Niklas Süle, Julian Brandt, Karim Adeyemi và Mats Hummels gây tranh cãi lớn. Đặc biệt, Hummels có phong độ cao, góp công lớn giúp Dortmund vào chung kết Champions League. Trên hàng công, các cầu thủ như Maximilian Bayer của TSG Hoffenheim và Dennis Undaf đến từ Stuttgart không nổi bật bằng Gnabry hay Adeyemi. Dù đây chỉ là danh sách sơ bộ, huấn luyện viên Nagelsmann chỉ được phép bổ sung hoặc loại một cầu thủ trước khi Euro 2024 chính thức khởi tranh. Là nước chủ nhà, Đức nằm ở bảng A cùng Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Trận khai mạc của họ sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 gặp Scotland. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!